Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đất Long Bông ha. Thì hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại chợ Duy Khánh mọi người, là một cái chợ ở quê mà đó mọi người. Chẳng chị hôm nay mọi người thấy sau lưng mình không, có một cái tiệm cá này mọi người. Thì hôm nay mình có ghé qua đây thì mình sẵn tiện quay cho mọi người xem ha. Thì đây các bạn, đây là khuôn viên chợ Duy Khánh này mọi người, lối vào chợ đó, mọi người. Mình không thấy cái bảng hiệu ta, để mình đi xa xa mình quay cái bảng hiệu cho mọi người xem ha. Nãy mình dần tới ấy luôn à. Đây mọi người, đây mọi người, thì ở đây sẽ có một cái bảng hiệu này mọi người, Hồng Chim Cá Cảnh này mọi người đấy đó. Thì hiện tại mình đang ở đây hơn mọi người ha, có địa chỉ nè, 48 Ngô Sĩ Liên, có cả số điện thoại ở trên đây ha mọi người ha. Một tiệm cá cảnh rất là hoành tráng luôn á mọi người đó. Thì hôm nay cùng mình xem thử ở đây có những dòng cá nào ha mọi người. Hồi đó lâu lắm rồi mọi người, mình nhớ ở đây là mọi người, ở bên hông đây nè là anh Hùng bán ở bên đây là mọi người. Mà hôm nay tới thì mình thấy một cửa hàng rất là hoành tráng luôn mọi người, rất là lớn luôn mọi người đó. Để mình quay cho mọi người xem ở bên trong cửa hàng anh Hùng có những gì ha. Thì mình xin phép trước là mọi người, để mình quay ở trong đây có những gì cho mọi người xem ha. Thì ở trên đây mình thấy nè mọi người, có tất tần tật cái máy bơm này mọi người đó, rất là nhiều ha, rồi tất cả các dòng cá này mọi người, để mình quay cho mọi người xem nha đó, rất là hoành tráng luôn mọi người. Để mình quay cụ thể ở trong đây có những dòng cá nào cho mọi người xem ha. Đây mọi người, đây ở dưới đây thì có mấy con cá chép này mọi người, rất là to luôn, rất là lớn luôn mọi người đấy, rất là đẹp ha mọi người ha. Đó, con nào con lấy sai cá bàn tay mà đó mọi người. Ở trên đây thì có cái con này hình như là hòn tử châu Phi hay gì này mọi người, cá săn mồi đó, mà đồng albino này mọi người, mọi người rất là đã luôn. Phía bên đây thì có cá vàng mà mọi người, bên đây thì có ganda onda nữa mọi người, gan chu nữa mọi người, cá vàng đó đó. Thì mình cũng quay một số trại cá vàng mọi người, ở ngoài đây cũng có ha mọi người ha đó. Mà ngoài đây thì có nhiều dòng cá hơn cho anh em lựa chọn ha. Trên đây thì cũng có cá vàng ba đuôi nè mọi người, những dòng cá này thì gắn liền với tuổi thơ luôn mọi người đó. Đây là cá vàng ba đuôi nữa mọi người, mà con này là cái con mắc lồi nè mọi người, rất là đẹp ha mọi người ha, size to lắm mọi người, tầm 3 ngón 2 ngón của mình ha, rất là sung khỉ ha đó. Mọi người có thể thấy bay nó bơi nè, đuôi rất là đã luôn ha mọi người. Còn phía bên đây thì có, để anh chào chị, bên đây thì có hoàng tử châu Phi rồi mọi người đó, rất là sung luôn, wow, rất là đẹp ha mọi người ha. Còn phía bên đây thì có hạt đỉnh hồng nè mọi người, rất là đẹp luôn, đây rất là đẹp luôn. Hello anh, đây mọi người, ở đây thì có hạt đỉnh hồng nè đó, dưới đây cũng vậy mọi người, dưới đây thì có mấy cái con cá bự hơn nè mọi người, rất là to luôn đó, rất là đẹp luôn á mọi người. Đây rất là đẹp ha. Phía bên này thì có cá bình bon nè mọi người, trời mà bên bon ở đây 3 ngón tay mình nha mọi người, cái hồng phải là cái con bên bon nhỏ nhỏ mọi người. Ở đây bên bon to lắm, cái con này chắc mình nghĩ khá là mắc tiền đó mọi người, to lắm mọi người, rất là đẹp luôn ha, wow to ghê, rất là đã, nhìn rất là cân mọi người. Này thì bự hơn nè, dưới đây thì có mấy con này như là mình cũng không rành mọi người, mình quay cho mọi người xem luôn thôi, chủ yếu là để mọi người xem video thư giãn ha, ngắm cá hàng này nọ. Này cửa hàng này ở Dư Khánh Ninh Thuận nha mọi người đấy, tí nữa địa chỉ mình sẽ ghim ha mọi người ha. Này nhân dịp về quê mọi người hẳn có đi qua đây thì mình nhớ hồi đợt là có một cửa hàng bán cá cảnh đó mọi người đó, nhưng mà hiện tại không ngờ qua thì quá khác luôn mọi người, rất là khác luôn. Đây mọi người, đây thì có cá beta nè mọi người, trời ơi đầy đủ dòng luôn mọi người, để mình quay sơ sơ cho mọi người xem nha. Đó, rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Này hình như là Nemo nè. Còn phía bên đây thì có các dòng hóc môn nè mọi người, rất là to luôn ha. Đây hóc môn nè mọi người, đó rất là đẹp ha mọi người ha, đầy đủ màu sắc luôn cho người có thể lựa chọn luôn, đặc biệt là những anh em ở Phan Rang ha, có thể ghé xuống đây cửa hàng cá cảnh anh Hùng để lựa chọn cho mình những dòng cá ha. Rồi đây mọi người, trên đây thì có nguyên cái hồ đầy đủ cá luôn mọi người.
bơm bơm với lại rau chua mọi người, rất là nhiều ha, rất là nhiều cá luôn nè, cá là đẹp. Nhưng mà ở trên đây mình không thấy đỡ giá hả mọi người ha, nếu có đỡ giá mình cập nhật cho mọi người xem. Đây thì có hạt lựu này mọi người, rất là đẹp luôn ha. Đó. Cá hồ mình thấy nước rất là trong luôn mọi người, không thấy kiểu cặn bẩn gì luôn mọi người, hồ rất là sạch luôn, nên cá ở trong đây cũng rất là khỉ luôn nha mọi người. Nãy giờ là mình mới chỉ quay được có một cái vàng ở bên đây thôi mọi người, còn phía bên đây nữa mọi người đấy. Rồi mình sẽ quay cái vàng phía bên đây cho mọi người xem ha. Thì quay chính diện trước đây ha mọi người ha, coi thử có những gì. Ở đây mình thấy có rong nè, có rong nè mọi người. Đây là rùa, rùa bên này, rùa đây, ba ba mọi người. Mấy con này ba ba nè, với lại có mấy con beta mồi mọi người. Ngay đây thì có cá chép nè mọi người, đó rất là đẹp ha. Chép này là chép size khủng rồi mọi người, size hơn bàn tay mình không rồi nha. Đó trên này thì khủng hơn nữa, bằng cả cánh tay mà đó mọi người. Thì trước là một cái đỡ hai hồ cá chép bự như thế này ha mọi người ha, rất là to luôn. Phía trên này thì có đỡ hồ kính, ngoài ra anh Hùng có bán chim đấy mọi người đấy, nên thấy lòng chim đỡ rất là nhiều luôn ha. Mình cập nhật bên đây trước cho mọi người xem, thì bên đây có một cái hồ kính rất là to luôn mọi người, đó rất là đẹp luôn, giống như một hồ để ngắm đó mọi người, đó rất là đẹp ha, to đùng luôn mọi người. Vào thì đây mọi người, ở cái hồ đây thì coi mọi người coi nè, có cá dĩa nè mọi người, ông tiên nè ha, bơm rất là đẹp ha mọi người ha. Dưới đây thì mình thấy có mấy cái vật liệu lọc mọi người, như là sứ quyên nè, sứ thanh nè, đá bi nè, rất là nhiều ha mọi người ha. Còn phía bên đây nữa mọi người, phía bên đây thì có cá vàng nè mọi người, cá vàng nguyên một hồ luôn, trời ơi chắc cả trăm con đó mọi người. Đó dưới đây nữa mọi người, đó rất là nhiều, rất là nhiều ha mọi người ha. Cá vàng dưới đây đuôi lụa rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn mọi người. Wow. Hồ đây thì dứt luôn mọi người, anh em đam mê cá vàng mà ở khu vực Phan Rang có thể xuống đây tham khảo ha. Còn phía trên đây là hồ, đây là mình thấy một hồ thủy sinh rồi mọi người, nuôi tép có trồng cây rất là đã ha mọi người ha. Ở trong đây thì có mấy cái con tép này mọi người, để mình quay cho mọi người xem, nó khá là nhỏ nên mọi người xem giúp mình ha. Đó mình lấy nét được một hai con rồi mọi người, chứ không có lấy nét được nhiều á mọi người. Đó rất là nhiều vật, khá là đẹp luôn, trời ơi quá đã luôn mọi người. Đó thì ở phía ở trong đây nè mọi người thì có phụ kiện đó, thuốc men rồi này nọ thôi mọi người. Cái này là lọc nè, bông mút nè, rất là nhiều ha. Đấy để mình cập nhật cho mọi người xem. Giờ thì mình cùng mình đi qua khúc bên này nha mọi người. Phía bên này thì chủ yếu mình thấy cá thủy sinh là nhiều này mọi người, có cánh tiên mọi người, cọc ngựa mọi người, với lại xe can ha. Ngoài ra trong hồ này cũng có lâu kiến mọi người. Đấy dưới đây thì mới có mấy con này mình không biết phải chép mồi hay không mọi người ha. Trên đây thì vẫn có là cá chép này mọi người, rất là to luôn ha. Bên đây nè mọi người rất là đẹp luôn, con cá mắt lòi màu đen nè mọi người có thể xem, rất là to luôn mọi người. Đó vàng bên đây thì mình thấy có cá chép mồi, như đây là nguyên hồ cá mồi nè mọi người, rất là nhiều cá mồi. Phía bên đây thì trên đây thì có cá chép nè mọi người ha. Đó mọi người có thể xem chép con nào lấy chà bá màu trắng rất là đẹp ha. Đó mọi người có thể xem cái hồ cá không có hề có phân cặn gì luôn rồi, rất là đã, nước rất là trong nên cá mình thấy rất là khỉ ha. Ở trên đây thì có những cái lọc nè mọi người, mấy lọc nè đó. Ngoài cá ra thì còn có những cái phụ kiện để cho anh em có thể ra đây sắm sửa về cho hồ cá của mình nó ok hơn ha, đầy đủ hơn mọi người. Đó cùng mình theo dõi tiếp bên đây ha. Thì phía bên đây thì đây là những dòng cá bảy màu này mọi người, đây chắc cá bảy màu đầy đủ màu luôn đó, mọi người rất là nhiều. Đó cá bảy màu thôi mọi người. Ở đây thì có mấy cái con mình cũng không rành nữa mọi người, mình chỉ đi quay cho mọi người xem thôi chứ mình cũng không rành ha. Dưới đây thì chủ yếu là chép chép trắng, mình thấy cá chép ở đây khá là nhiều luôn mọi người, nên anh em nào đang tìm kiếm những cái dòng cá chép mà về thả thủy sinh hay là thả hồ Long Bộ đồ mọi người, hồ ngoài trời đồ á, thì mọi người có thể tham khảo cái cửa hàng đây ha. Phía bên đây thì ngoài ra mình thấy còn có cá lóc bông này mọi người, đây bông thái mọi người, rất là đẹp, size chắc cũng tầm mười mấy hai chục á mọi người, size khá là to rồi, rất là đẹp ha.
Đó, ở trong này thì có mấy con này nữa nè, mấy con cá này nữa nè. Đó, anh em xem vui ha. Đó. Trên đây thì có những dòng cá cánh bơm nữa nè. Rất là đẹp. Bơm nha mọi người. Đầy đủ màu sắc, có bơm vàng nữa mọi người. Rất là đẹp. Còn ở trên này thì có 7 màu. Có cá 7 màu ha. Đây. Đây là như là dòng HBG như sao mà, hay là 7 màu Hà Lan gì đó. Mình nhìn con cá này mình không đọc được tên nha mọi người. Tên mình có cho 7 màu. Nhưng mà mình cũng không rành đó. Đó. Quay cho mọi người xem. Đầy đủ cá luôn mọi người ơi. Quá nhiều cá cho tiệm cá cảnh này luôn. Đây. Cũng là cánh bừa luôn mọi người. Rất là đẹp. Dưới đây thì chép mọi người, nãy giờ mình quay cái như vàng nào cũng có cá chép hay là ba đuôi hết mọi người. Rất là đẹp, nhưng mà những cái hồ chép ở đây rất là nhiều luôn ha. Mà con nào con nấy say đã luôn mọi người. Wow. Rất là tuyệt vời ha anh em. Rồi, cập nhật lại cái phía bên đây nha mọi người. Nãy giờ quay được hai hồ cá chép bên kia. Giờ mình quay hồ đây nha mọi người. Này thì chép sư tử này mọi người. Rất là đẹp luôn. Bên này thì có chép sư tử ha. Với lại hạt đỉnh hồng, cái loại to mọi người. Đó, bên này thì có chép sư tử mini hơn nè mọi người. Rất là đẹp ha. Bên này có con cá lóc này mọi người. Con này không biết kêu là tên gì nữa mọi người. Yellow là yellow anh. Đây là chép. À, ở bên đây nữa. Dạ. À, thì nãy có anh nói đây là con red barito này mọi người. Đó. Rất là đẹp. Đây. À, nãy giờ mình quay mình không thấy con cá lóc luôn mọi người. Giờ anh chỉ mình mới thấy luôn á. Này red barito này mọi người. Còn bên này là con yellow cetarum ha mọi người ha. Wow. Rất là đẹp. Ngoài ra thì còn có cả la hán này mọi người. Wow. Rất là ok luôn. Mọi người con la hán này đã không? Màu rất là đẹp luôn mọi người. Hồ này thì có con này như là con diềm, tự nhiên mình quên tên ngang mọi người. Đây, bên này có một đĩa la hán nhỏ hơn nhưng mà rất là to luôn. Rất là đẹp luôn ha mọi người. Wow. Đó. Rất là ok luôn ha mọi người ha. Bên này thì bà dê này mọi người. Nhìn cân xíu nè. Này nữa mọi người. Cũng là một bí la hán ha. Còn phía hồ dưới vẫn là cá chép nha mọi người. Cá chép rất là nhiều luôn mọi người. Đấy. Ngoài ra thì ở bên đây còn có cái cây chữ trùng này mọi người. Đó. Mọi người có thể xem và tham khảo cái cây chữ trùng này ha. Đó. Có nguyên tắc này ở trên mạng anh em chia sẻ rất là nhiều luôn rồi. Ở tiệm cá cảnh người ta cũng xài à, như thế thôi mọi người. Đây, ở phía trong này thì có 7 màu này mọi người, đầy đủ luôn nè. Như cái dòng này là mình biết là Dumbo này mọi người. Dumbo, Dumbo ha. Này là dòng koi đỏ rồi mọi người. Rất là đẹp, người cánh bờ. Ngoài ra còn có những cái cây thủy sinh ha mọi người ha. Dưới đây thì có full go nha mọi người. Rồi đầy đủ dòng cá ở đây luôn mọi người. Này là full gold nè, để mình quay side view cho mọi người xem. Rất là đẹp ha. Rồi. Rất là ok luôn ha mọi người. Đấy. Dưới đây là nguyên một hồ hạt đến hồng luôn mọi người. Rất là đẹp ha mọi người. Rồi. Rất là đẹp. Đó, mọi người xem nè. Rất là đẹp ha. Hạt đỉnh hồng con nào con lấy sao và đá mọi người. Ngoài ra thì phía trong đây còn có một cái hồ thủy sinh mình thấy rất là đẹp luôn mọi người. Sẵn ở trong đây thì có một vài con cá mọi người, sẵn tiện mình muốn quay cho mọi người xem ha. Hồ rất là to luôn mọi người. Rồi nãy giờ mình cũng quay sơ sơ là hết cửa hàng cho anh em xem rồi đó mọi người. Đó thì ở đây có những dòng cá nào ha, cũng như địa chỉ, cũng như địa chỉ hơn mọi người ha. Đấy. Đó. Nãy giờ mình quay cũng khá là nhiều, cũng mình nghĩ cũng khá là chi tiết rồi đó mọi người. Đó. Lâu lâu về quê thì có dịp mình ghé qua đây cái mình quay cho mọi người xem. Anh không đợt em nhớ là nằm bên kia đúng không ta? Dạ. Đấy mọi người, hổm mình nhớ lâu lắm rồi.
cái chuyện cá cảnh nằm ở bên kia mọi người. Hôm nay qua mình đi cái mình thấy ở bên đây nên mình ghé qua mình quay luôn, tại vì ở qua bên đây mọi người cập nhật rất là nhiều loại cá luôn đó anh em. Đấy thì khu vực này là ở khu vực Dương Khánh ha mọi người ha, Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận nha mọi người. Đấy, khu vực Phan Rang Ninh Thuận á. Đấy anh em nào ở Phan Rang mà có xem được clip này á, mà đang muốn sắm cho mình những dòng cá thì mình thấy ở đây khá là đầy đủ các dòng cá luôn, thì anh em có thể tham khảo cửa hàng của anh Khùng ha, địa chỉ với số điện thoại mình sẽ để ở phần mô tả mọi người, cũng như ghim ở phần bình luận ấy đó, anh em có thể liên hệ hoặc chạy xuống trực tiếp ha mọi người ha. Video đến đây của mình cũng khá là dài mọi người, chắc mình kết thúc video thôi mọi người. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé mọi người.